Cửa hàng Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác, các chị em yêm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì như các bác đã biết, thời gian vừa qua cửa hàng Hiếu Minh mới bị hack mất kênh YouTube. Tuy bên em đã lấy lại được kênh nhưng mà các lượt đăng ký và các video giới thiệu sản phẩm hay là hướng dẫn các sản phẩm cũ đã bị mất. Thì bên em đang cố gắng để làm lại các video mới để giới thiệu cho các bác về các sản phẩm, tính năng sản phẩm và hướng dẫn các bác setup vang như là các sản phẩm bên em có. Thì hôm nay em xin được phép giới thiệu và hướng dẫn các bác cách setup chỉnh một con vang cơ lai số có tên của mã Gutin của dòng vang cơ lai số chính hãng Gutin KM-K320. Trước mắt các bác đây là sản phẩm Gutin KM-320. Trước khi đi vào hướng dẫn setup thì em sẽ review qua một chút tính năng về con vang này. Thì đây là mặt sau của vang K320. Nó gồm có hai đường tín hiệu vào các bác nhé. Hai đường vào là AUX1 và AUX2. Đây là phần kết nối đường ra của bát, tức là đường sub. Bên này là bát reel, là chỉnh giải tần số bát của sub, và bát volume là volume của sub. Đây là cổng R output và L output là đường ra của vang, và hai cổng khác nhau. Chúng ta có thể chỉnh được hai loa khác nhau bác nhé. Đây là một cổng R và cổng L. Thì tí nữa sẽ đi vào bên trong, em sẽ hướng dẫn các bác để chỉnh làm sao mà cho hai bên hai vế nó có thể khác nhau để hòa âm nó tốt nhất. Bên này là đường tín hiệu ra của mic 1, mic 2, và đây là cổng mic 1, mic 2 để chúng ta có thể đấu đường mic vào đây. Đây là send out, là đường center để lấy lời các nhá. Send no volume thì là volume của cổng này, cổng center này. Vâng, như vậy là đây mặt sau, và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh về con vang này nhé. Em sẽ để lại gần một chút, các bác có thể nhìn rõ nhất, tốt nhất. Đây. Thì trước mắt đây các bác, đây là con vang này gồm có 6 chế độ. Chế độ 1 là zoom echo, chế độ 2 là zoom stereo echo, chế độ 3 là zoom echo delay, và chế độ 4 là 2D echo, chế độ 5 là 2 echo reverb, chế độ 6 là 2 ST echo delay. Thì chúng ta bình thường như sử dụng gia đình sẽ là chế độ 5 bác nhé, là echo reverb. Đây là phần của điều khiển remote để nhận điều khiển. Phần này là effect volume, là tổng của echo reverb. Thì tăng giảm đây, nó có thể tăng giảm cả echo và reverb. Còn bên này là mic volume là, đây là music volume, nhạc volume, tăng giảm nhiều đây. Và hơn thế nữa, nó hơn bản cũ ở một chỗ là nó có thể chỉnh được cái phần bên trong của phần echo. Khác với bản KM50X, KM50X chúng ta chỉ có thể chỉnh được echo nhưng mà không thể chỉnh được cái phần bên trong nó. Nhưng mà con này nó là nâng cấp hơn một chút, tính năng là có thể chỉnh được cái phần echo bên trong như là vang số. Các bác ấn vào cái nút effect này, ấn nhấn vào cho bác nhé, thì nó hiện lên là echo delay của cổng L, như là em đang nói ở đây, cổng L này nó tương ứng với cổng này. Thì chúng ta có thể tăng giảm, tăng này lên thì nó sẽ kéo dài được cái phần echo nhé, là kéo dài, tức là đây là delay, là cái thời gian vang nhạc kéo dài nó lên. Bác có thể chỉnh tăng giảm nhiều ít.
nhấn tiếp sẽ là cổng giờ, tương ứng với cổng giờ này thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được hai cổng khác nhau, hai cổng hai ECHO khác nhau bác nhé, như là vang số, có thể chỉnh được như vang số. Đây là một tính năng đặc biệt nâng cấp hơn hẳn bản cũ mà chỉ có bản 10 mới có. Cổng giờ, nhấn tiếp tục là repeat. Repeat là khoảng cách vang nhạc, khoảng cách vang nhạc. Delay là thời gian vang nhạc, repeat là khoảng cách vang nhạc, đều là tính trên mini giây bác nhé. Đây là khoảng cách của cổng L và khoảng cách của rồng L, cổng R. Rồi. Đấy, phần này phần nhấn vào của effect là nó sẽ gồm có phần chỉnh của echo đấy. Bây giờ tiếp tục đến nhấn vào phần mix. Nó sẽ có cái phần effect volume này. Start volume là khi khởi động vang sẽ đặt ở chế độ ở volume bao nhiêu, max là sẽ ở bao nhiêu, thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Có thể chỉnh lên xuống, muốn để start ở khoảng 50 hay là 45 hay là 60 là chúng ta chỉnh. Max volume cũng vậy. Tiếp tục, đây là phần mix. Start mix khoảng bao nhiêu, tùy theo cái không gian hoặc là cái bộ dàn của các bác có thể chỉnh khi đặt nó start ở mức độ nào. Đây gọi là giới hạn âm thanh. Nhấn tiếp tục là start của music là nhạc. Nhấn tiếp tục, phần này là phần để cho các bác sau khi chỉnh xong có thể lưu có thể lưu vào cái mode nào tùy các bác muốn. Bình thường như gia đình sẽ dùng là mode 5 thì em sẽ lưu vào mode 5. Đây, mode 5. Sau khi ấn xong, chọn mode 5 xong, các bác nhấn vào đây 3 giây. Ok, là đã lưu. Và khi các bác tắt đi, bật lại, nó sẽ hiện theo theo như như chúng ta vừa chỉnh. Vừa rồi là em đã hướng dẫn một chút về bên chỉnh phần echo và phần giới hạn âm lượng. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác về bên này. Về bên này thì nó sẽ có thay đổi một chút. Các bác có thể nhìn thấy nó có thêm một sự thay đổi một chút về cấu hình. Em qua lại gần. Chỉ thay đổi một chút là nó thêm được hai cái tính năng này mà bản cũ không có. Chỉ có bản 10 mới có hai tính năng này. Còn bass chung chép của mic và bass chung chép của nhạc thì vẫn như vậy. Nó thêm được hai tính năng này thì em sẽ giới thiệu một chút. Trước mắt là em sẽ phần này là phần bass, bass của mic và chung của mic và chép của mic. Bên này là bass của nhạc và chung của nhạc và chép của nhạc. Còn đến phần này là phần nâng cấp hơn hẳn. Em có thể thấy đánh giá một con này nó là sự tính năng thay đổi hẳn khác biệt, sự khác biệt vượt trội của con KM320 so sánh với bản cũ là KM500X là dựa vào cái phần tính năng này. Phần này thì bình thường chỉ có vang số mới có, vang cơ thì sẽ không có phần tính năng này. Thì đây là giải tần EQ, giải tần âm thanh của mic, mà phần này là phần có thể chỉnh được chung chung và bass nhé. Chúng ta có thể chọn chọn ở cái mức chung chung ở giải bao nhiêu, ví dụ như là chung ở giải 1K2 chẳng hạn. Và phần level là chung ở giải này, tăng giảm ở giải này xuống hay là tăng giảm này ở cái level này. Và đây cũng tương tự như vậy, đây là chọn được giải tép, giải chung và giải chép. Giải chép thì chúng ta có thể chọn được giải cao, giải thấp theo tùy theo bộ dàn và loa của mỗi gia đình. Và phần bên này cũng vậy, là chọn sau khi chọn được giải nào rồi thì chúng ta sẽ tăng giảm giải đấy. Ví dụ như là giải 9K là khả năng nhiều thì loa đang nhiều thì sẽ giảm bớt đi về bên trái.
và tăng, nếu ít thì tăng về bên phải. Đấy, các tính năng cơ bản thì em đã hướng dẫn cho các bác qua một chút về các tính năng rồi. Thì con này có một số đặc tính và tính năng mới, cho nên là khi một số bác sử dụng vẫn chưa thể nào mà làm chủ nó, thì hôm nay các bác có thể xem video này để có thể thực tế chỉnh tại gia đình luôn, để làm chủ được con vang. Vang một trong bộ dàn, con vang là trái tim của bộ dàn. Khi chúng ta làm chủ nó thì rất là hay. Đây, hiện tại thì đã xong, em xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã ủng hộ cửa hàng của mình suốt thời gian vừa qua.